bạn có đang bị lụy người yêu cũ. Thứ nhất, nếu mà bạn thường xuyên xem lại tin nhắn và hình ảnh của hai người. Thứ hai, bạn nhiều lần chặn rồi lại mở chặn rồi lại chặn và mở chặn số liên lạc của người yêu cũ. Thứ ba, mỗi lần có tin nhắn hay cuộc gọi mà gọi đến á, thì bạn luôn hy vọng cái tên hay là cái số điện thoại hiện lên trên màn hình sẽ là của người yêu cũ của mình. Thứ tư, bạn luôn muốn lắng nghe và tìm kiếm thông tin về người yêu cũ ở bất kỳ đâu. Thứ năm, bạn thường xuyên vào các trang mạng xã hội của người yêu cũ để xem story, caption và nghĩ những cái story và caption mà người ta đăng là dành cho bạn. Nếu bạn có những biểu hiện đó thì chắc chắn là bạn đã lụy và luôn nhớ về người yêu cũ rồi đó. Vậy thì cùng Mèo xem những cách khắc phục nha. Thứ nhất là bạn hãy lấp đầy cái khoảng thời gian rảnh rỗi của mình bằng một cái việc gì đó có ý nghĩa hơn. Như bạn có thể làm việc mà mình yêu thích, hay đi chơi với bạn bè, hay học một kỹ năng môn học để bạn không còn có quá nhiều thời gian và tập trung suy nghĩ về người yêu cũ. Thứ hai đó là hạn chế sử dụng điện thoại, vì đây là phương tiện khiến bạn mong chờ cái sự kết nối liên lạc với người yêu cũ. Thay vào đó bạn có thể nghe nhạc, đọc sách hay là xem TV. Thứ ba đó là mở rộng vòng tròn bạn bè của bạn. Bạn có thể đi chơi với bạn bè, kết giao thêm với những người bạn mới để mình có nhiều mối quan hệ, có thể quan tâm và chiếm cái thời gian mà mình có thể quan tâm tới người yêu cũ. Thứ tư, nếu mà bạn quá nhớ về người yêu cũ thì hãy nhớ về những cái sự tồi tệ và tổn thương mà người ta đã gây đến cho bạn và bạn đã từng đau khổ như thế nào. Và thứ năm đó là không ngừng nâng cao bản thân của mình từ tư duy cho đến cả ngoại hình. Nếu bạn đẹp hơn, bạn giỏi hơn, chắc chắn bạn sẽ thu hút những điều tốt hơn đến với bạn.